Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình điểm tin 168 giờ của báo Lâm Đồng Điện tử. Sáng ngày 24 tháng 9 tại huyện Cát Tiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức gặp mặt truyền thống đại diện cán bộ, cựu chiến binh từng tham gia hoạt động tại khu 6 cũ về thăm khu di tích lịch sử căn cứ kháng chiến khu 6 Cát Tiên. Tham dự gặp mặt truyền thống có các đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thiếu tướng Phạm Văn Kha, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 6 cùng các cán bộ, nhân viên, cựu chiến binh đã tham gia hoạt động tại khu 6. Tại đây, ông Huỳnh Minh Xuyến, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên cán bộ khu ủy khu 6, thay mặt cho cán bộ, nhân viên, cựu chiến binh khu 6, bày tỏ sự vui mừng trước việc khu di tích lịch sử căn cứ kháng chiến khu 6 đi vào hoạt động. Ông Huỳnh Minh Xuyến hy vọng nơi đây không chỉ là nơi giáo dục về truyền thống lịch sử yêu nước cho thế hệ hôm nay, mà truyền thống đó sẽ được tiếp nối bởi thế hệ mai sau. Sau gặp mặt, các cán bộ nhân viên cựu chiến binh khu 6 cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, huyện Cát Tiên đã đi tham quan khu di tích lịch sử căn cứ kháng chiến khu 6. Chiều ngày 25 tháng 9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông, Trưởng ban Vận động vì người nghèo tỉnh đã phát động các nội dung chuẩn bị cho tháng cao điểm vì người nghèo từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2019. Năm nay, hình thức vận động quỹ vì người nghèo theo hình thức tự nguyện, mọi đơn vị tổ chức cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, công nhân viên chức lực lượng vũ trang, hộ gia đình đều có thể ủng hộ trực tiếp vào quỹ vì người nghèo một ngày lương. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông nhấn mạnh, trước mắt năm 2019, điều tiết nguồn từ cấp xã trở lên mới đảm bảo việc sửa chữa nhà ở cho người nghèo. Nguồn quỹ năm 2019 sẽ tập trung nguồn lực ưu tiên giải quyết xây dựng mới và sửa chữa nhà toàn bộ cho khoảng 465 căn. Đến năm 2020 sẽ tập trung hoàn trả tạm ứng ngân sách nhà nước năm 2019 là 3 tỷ 370 triệu đồng. Các thành viên ban vận động tập trung tuyên truyền vận động nguồn quỹ trong tháng cao điểm, đẩy mạnh vận động chuyên biệt để tăng nguồn vận động, phấn đấu toàn tỉnh huy động đạt và vượt chỉ tiêu vận động 12 tỷ đồng năm 2019. Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa 14, ngày 26 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách làm trưởng đoàn, đã có cuộc tiếp xúc với cử tri xã Phi Tô, huyện Lâm Hà và xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương. Tham dự có lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và chính quyền cử tri tại địa phương. Cùng chủ trì có ông Ca Nhiễu, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với cử tri một số nội dung của kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa 14, cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội của cả nước, của tỉnh Lâm Đồng 9 tháng đầu năm. Theo đó, kỳ họp lần thứ 7 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11 năm 2019 tại Hà Nội. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, đồng thời cho ý kiến đối với 8 dự án luật khác. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách năm 2020, chất vấn, trả lời chất vấn và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Trước đó, chiều ngày 24 tháng 9, để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách làm trưởng đoàn, đã có cuộc tiếp xúc cử tri với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng cán bộ, công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh để lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi. Cùng chủ trì có bà Phạm Thị Phúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 9 năm 2019, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tổ chức hội nghị trực tuyến về vai trò và hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và 63 điểm cầu ở các tỉnh thành địa phương. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 chỉ đạo hội nghị. Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng cho biết.
Tín dụng chính sách là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của nhà nước, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sống và nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 6,67%. Nguồn vốn tín dụng chính sách tại Lâm Đồng đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 đạt hơn 3.375 tỷ đồng, tăng 936 tỷ đồng so với năm 2015. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư từ địa phương đạt hơn 130 tỷ đồng, đứng trong top những tỉnh ủy thác nhiều vốn ngân sách địa phương cho tín dụng chính sách. Từ ba chương trình tín dụng năm 2003, đến nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã và đang cho vay 13 chương trình. Tổng dư nợ đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 đạt hơn 3.227 tỷ đồng, trên 95.385 hộ vay, tăng trưởng dư nợ qua các năm trong khoảng từ 5 đến 10%. Dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội chiếm 99,9%, dư nợ tại huyện nghèo Đam Rông đạt bình quân 38,2 triệu đồng một hộ, dư nợ tại các xã nông thôn mới đạt bình quân 80,6 triệu đồng một hộ. Nhằm hướng tới mục tiêu kết nối tiêu thụ sản phẩm, tăng cường hoạt động liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt Nam, đồng thời hỗ trợ gắn kết bền vững giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối. Sáng ngày 26 tháng 9 tại Đà Lạt, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị với chủ đề Phát triển doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam. Tham dự hội nghị có ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo các bộ và các chuyên gia đồng hành trong lĩnh vực công nghệ về ứng dụng trong phát triển nông nghiệp. Theo Thứ trưởng Phan Tâm, việc ứng dụng công nghệ nhằm giúp cho nông nghiệp Việt Nam có bước phát triển đột phá là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là xu thế chung của thế giới. Vai trò của công nghệ thông tin luôn là một trong những nguồn lực quan trọng của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, để hướng tới mục tiêu cuối cùng là nhằm nâng cao đời sống cho người dân. Đây cũng là thị trường rộng và mở, đầy tiềm năng với các doanh nghiệp công nghệ trong giai đoạn hiện nay. Hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng vừa được tổ chức có 35 sáng kiến là những mô hình, sản phẩm tiêu biểu phục vụ cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật và các lĩnh vực phục vụ nhiệm vụ chuyên môn như xây dựng cảnh quan, đơn vị, công tác tăng gia sản xuất, công nghệ thông tin. Trong đó có nhiều đơn vị tham gia từ 3 sáng kiến trở lên như phòng tham mưu 7 sáng kiến, phòng kỹ thuật 4 sáng kiến, ban chỉ huy quân sự thành phố Bảo Lộc, ban chỉ huy quân sự huyện Cát Tiên 3 sáng kiến. Theo đánh giá từ ban tổ chức, các sáng kiến tham gia hội thi năm nay đều có sự đầu tư, nghiên cứu, tìm tòi, thực nghiệm, được làm bằng những chất liệu đơn giản, giá thành hợp lý. Nhiều sáng kiến mới, sáng tạo và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn cao như thiết bị tìm kiếm cứu nạn trong vùng ngập lụt, thiết bị các dây cháy chậm đa năng, nhà kho bảo dưỡng, cất, giữ cano, xuồng máy, hàng rào bùng nhùng, phòng chống gây rối, biểu tình, bạo loạn và huấn luyện A2. Giá mìn D10 cải tiến. Kết quả ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và ba giải khuyến khích cho các sáng kiến xuất sắc. Sáng ngày 24 tháng 9 tại thành phố Đà Lạt, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng trong lực lượng công an nhân dân tại 64 tỉnh thành phố trên cả nước với gần 500 cán bộ chiến sĩ tham dự. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh, trong tổ chức phong trào thi đua, các học viên cần nắm vững và triển khai thực hiện theo 5 bước trong quy định tại thông tư số 12 của Bộ, đảm bảo thiết thực, tránh phô trương, hình thức. Cần lưu ý khâu kiểm tra, đánh giá, phục vụ cho tổng kết, bình xét thi đua, đảm bảo chính xác, khách quan. Trong công tác khen thưởng, cần chú ý chủ động phát hiện và hướng dẫn làm thủ tục khen thưởng những điển hình xứng đáng, nhất là đối với cán bộ chiến sĩ trực tiếp chiến đấu, công tác, học tập và lao động ở cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, ngoài những thông tin chúng tôi vừa điểm tuần qua, Báo Lâm Đồng còn có nhiều tin bài quan trọng khác. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm tìm đọc. Còn bây giờ thì chương trình điểm tin 168 giờ của Báo Lâm Đồng Điện Tử xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.